Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giải thích cho các bạn biết mà cách bên dân nhạc viện người ta thổi theo cái bản nốt nhạc. Trong cái clip này tôi có lẽ sẽ không hướng dẫn chi tiết cho các bạn thổi được theo nốt nhạc, nhưng mà tôi sẽ chia sẻ cho các bạn hiểu cái cách mà người ta thổi theo bản nốt nhạc như thế nào. Ví dụ ở đây có bản nốt nhạc như thế này. Đấy, người ta nhìn theo cái bản nhạc có hình các cái nốt nhạc hình giá đỗ thế này và người ta thổi theo được, mặc dù có thể là người ta chưa được biết bài này là bài gì cả, nhưng cứ đưa một cái bản nhạc như thế này là người ta thổi theo được. Thì bây giờ tôi sẽ giải thích qua tại sao người ta lại chơi được. Các bạn nhìn vào đây. Đấy, đây là một cái bản nhạc, thì trên cái bản nhạc ở đây tôi lấy ví dụ một cái bản của organ thôi. Nếu mà là một cái bản sáo trúc thì trên cái bản nhạc này nó sẽ biểu diễn được nốt gì này. Đây cái các vị trí các chấm này, mình sẽ biết được là nốt gì, người ta gọi cao độ đấy. Là nốt đồ re mi hai fa son la si. Còn ngay đầu dòng này là người ta biết được cái loại nhịp phách gì. Đấy. Nếu mà ở bản sáo trúc nó sẽ biểu diễn luôn cả về luyến láy và các kỹ thuật. Ở đây tôi lấy một cái bản organ cho nó dễ hiểu. Thì ngay bây giờ các bạn sẽ được nhìn vào cái bản, cái phần cơ bản đầu tiên, đó là cái phần nhịp phách, hướng dẫn nhịp phách cơ bản. Đây, đây là cái bài tập đơn giản nhất về nốt và nhịp. Những cái người học đàn hoặc học nhạc ấy, người ta sẽ được học những cái bản này đầu tiên, tập đọc những cái bản này đầu tiên. Bây giờ các bạn sẽ hình dung nhé. Ngay cái bản đầu tiên này, các bạn nhìn này, nó là 4-4 này. Cái dòng thứ hai này là 3-4. Dòng tiếp theo là 2-4. Dòng thứ tư này là cũng là 2-4 nhưng mà nó là nốt đen. Đấy, nó khác chút đấy. Qua cái này là chúng ta sẽ biết được phách, để chúng ta biết được nhịp với phách như nào. Ngay bây giờ tôi đọc bằng miệng trước nhé, lát nữa tôi sẽ chạy bằng sáo là các bạn hình dung ra ngay tại sao người ta nhìn vào đây này, người ta cứ thổi theo được. Dòng đầu tiên 4-4 này với cái nốt tròn, mỗi nốt ngân dài 4 phách. Bắt đầu đọc vào cái khuôn đầu tiên nhé. Nốt đồ này, đô 2-3-4, dê 2-3-4, mi 2-3-4, fa 2-3-4, son 2-3-4, fa 2-3-4. Đấy, ngay đầu dòng nó đã ký hiệu là nhịp là 4-4 mà nó sẽ ngân đủ 4 phách. Mình sẽ bằng phách bằng chân nhé, thì các bạn sẽ hiểu là cái số phách đấy. Lát nữa mình sẽ không đọc nữa mà mình sẽ thổi bằng sáo. Đọc lại cái dòng này nhé. Đô 2-3-4, dê 2-3-4, fa 2, mi 2-3-4, fa 2-3-4, son 2-3-4. Tiếp theo này chạy ngược lại. Fa 2-3-4, mi 2-3-4, dê 2-3-4, đô 2-3-4. Đấy, đây là cái đọc cách đọc của dòng với cái nhịp 4-4. Dòng tiếp theo là dấu trắng có chấm, đây là chấm dôi nhé. Mỗi nốt ngân dài 3 phách này, với cái dòng này đọc như sau này. 3-4 này. Đô 2-3. Với mình chỉ có 3 phách thôi. Đô 2-3, dê 2-3, mi 2-3, fa 2-3. Đấy, vân vân. Sang cái nhịp 2-4 này thì mình chắc là 1-2 thôi. Đấy, ví dụ đô 2, nhưng mình sẽ không đọc thế nữa, mình đọc cách khác đi nè. Đô ô, dê ê, mi y, fa a, son. Đấy, ví dụ thế là nó sẽ gồm có 2 phách. Sang cái dòng nốt chấm đen này, là nốt đen này, mỗi nốt ngân 1 phách thôi.
vẫn là ký hiệu 24 nhưng mà là có nốt đen. Thì mình sẽ đọc mỗi mỗi nốt là một phách luôn. Do re mi fa son fa mi re do re mi fa son fa vân vân đấy. Đấy mình sẽ đọc lại từ đầu nhé. Trên cái 44 này sẽ là này này. Do 2 3 4, re 2 3 4. Còn xuống cái dòng 34 nó sẽ như này. Do 2 3, re 2 3, mi 2 3. Sang cái nhịp 24 của nốt trắng này. Do re e, mi y. Với cái nhịp 24 của nốt đen là mỗi nốt là một phách luôn này. Do re mi fa son fa. Đấy. Và bây giờ mình sẽ chuyển sang một cái bản nhạc đơn giản nhé. Một bản nhạc cụ thể luôn để cũng đọc mình coi như là các nốt như như nãy thôi. Nhưng là nốt nó sẽ khác nhau để khớp thành bản nhạc nhé. Để xem người ta đọc như thế nào. Bài Con Kênh Xanh Xanh nhé. Đây. Cũng với giống như nãy thôi. Đây nốt đầu tiên này. Nốt đen. Nhịp 3-4 này. Mi 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 2 3 đấy, bây giờ mình lấy sáo luôn mình đọc cho. Các bạn nhìn rõ cái bản nhạc ở đây. Đây con kênh xanh xanh đây. Mi 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 nhịp chân nhé. Từng biểu diễn chân đây. Mi 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 đô sòn đô mi pha rê. Tôi đọc ngược nó hơi khó. Bây giờ lấy ví dụ bằng sáo nhé, không đọc bằng miệng nữa. Tôi chỉ đọc thôi đúng một khuôn đầu thôi là các bạn hiểu ngay. Đánh bằng đúng nhịp chân thì khách bằng chân nhé. Mi mi chúng ta bấm ở trên sáo cũng là mi mi nhé. Tiếp theo dòng bên dưới cũng như vậy. Cũng từng đấy khách. Chúng ta gõ bằng chân này. Vâng, như vậy các bạn đã hiểu chưa? Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.